Bây giờ shop sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng một số chức năng của cái cửa từ ATA119 có remote. Thì các bạn sẽ dán cái cửa từ này lên cửa bằng bằng cái băng keo có sẵn. Thì mình khi mình dán mình lưu ý là ở trên hai cái cửa từ này nó có cái mũi tôm mà mình phải dán cho cái nó thẳng hàng. Và cái thứ hai là mình dán của nó cái khoảng cách giữa hai cửa từ này là tối đa khoảng 1.5 cm ha, hoặc là 0.5 cm hoặc là 1 cm, nhưng đừng có hơn 1.5 cm. Thì sau đó thì mình muốn khởi động cái chức năng báo động á, thì mình sẽ bấm vô cái nút màu đỏ có hình ổ khóa. Thì khi mà mình khởi động như vậy rồi thì khoảng 5 giây sau nó tiếp lại một cái nữa thì nó mới ok. Thì như vậy nếu mà có người di động cái cửa thì mỗi lần hú như vậy á, là nó sẽ hú khoảng 30 giây. 30 giây. Nếu mà mình để xa như vậy thì nó sẽ hú lâu hơn. Thì như vậy nếu mình muốn nó hoạt động trở lại thì mình lại khởi động lại. Thì để chuyển qua chế độ khác thì mình sẽ, cái này là chế độ mà hú khẩn cấp là cửa thì vẫn đang đóng nhưng mà mình vì một lý do gì đó thì mình cần phải báo động thì mình sẽ bấm thì ngoài ra thì nó còn một cái chức năng phụ là báo khách. Thì báo khách thì nó đơn giản hơn, có nghĩa là mình cũng bấm vô chức năng này thì nó sẽ khởi động như vậy, và khi mà có người mở cửa thì nó cũng chỉ kêu một tiếng thôi, nó không có kêu liên tục giống như là báo động, nó chỉ kêu một tiếng như vậy thôi. Đơn giản như vậy thôi. Và tắt tất cả các chức năng thì mình sẽ tắt bằng cái nút này. Chức năng nào thì mình cũng tắt bằng cái nút này.